trình pháp luật phổ thông cho Sài Gòn nhỏ thực hiện tiếp tục với đề tài di trú. Ờ thưa luật sư. những thay đổi mới trong luật di trú nó có liên quan mật thiết đến cái vấn đề bảo trợ tài chính. Như là có một số thay đổi cũng cũng khá quan trọng xin luật sư cho biết thay đổi vấn đề này như thế nào. Yeah, um, về vấn đề bảo trợ tài chính thì nhiều người Việt Nam biết rồi, tức là khi mà mình muốn bảo lãnh một người sang đây uh, xin visa di dân hoặc là ngay ở Mỹ thì xin uh, thay đổi cái tình trạng từ là du lịch du học sang uh, thẻ xanh đó, thì phải có cái vấn đề bảo trợ tài chính đó là theo luật yeah. Yeah. Uh, đơn á, thì người ta đã đổi nhiều lần rồi nhưng mà sắp tới đây sẽ có những cái cái cái, cái điều kiện gắt gao hơn trong vấn đề bảo trợ tài chính khi lúc trước mình nộp đơn bảo trợ tránh đó, là khi mình chỉ cần liệt kê ra là mình có một cái income có cái lợi cái lợi tức đó, uh, đủ để cover theo cái luật định thì mình không cần phải mình chỉ cần gửi vào cái 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 thuế rồi có thể là W-2 hoặc là cái cái form 1099 để mình chứng minh rằng là tôi cái income của tôi đủ để bảo trợ tài chánh đúng theo luật thì người ta sẽ không coi nữa và người ta cũng không cần phải coi tới cái asset tức là um, trong mình có nhà cửa cái equity là bao nhiêu rồi vấn đề stock uh, stock and bond là những cái, cái chứng khoán hoặc ít người có cái đó lắm dạ, nhưng rồi um, bảo hiểm nhân thọ hay là những cái 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 cái, cái or, là gì 401k rồi Roth IRA là những cái asset của mình. Khi mà mình đã đủ cái lệ cái 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 mức lệ lệ tức của mình nó cái income của mình đã đủ rồi thì mình không cần phải liệt kê những cái đó ok à, nhưng mà bây giờ đó thì người ta sẽ coi thêm nữa người ta đòi hỏi thêm những giấy tờ nữa thí dụ là mình đã liệt kê là cái 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 income của mình là như vậy đủ người ta muốn mình nộp thêm những cái statement của nhà băng cho tôi có tiền trong băng là chừng này này OK, rồi um, thêm những cái cái um, những cái, cái cái asset nữa nếu mà cần nếu cần thiết là người ta cũng có hỏi luôn, rồi người thêm coi cái credit score của mình nữa tức là cái điểm tín dụng của mình nữa nó như thế nào mình phải phải nộp những cái giấy tờ nó vô cho người ta coi thì rõ ràng á, là cái đòi hỏi để bảo trợ tài chính nó cao hơn lúc trước, à, rồi một số khi mà mình bảo, bảo lãnh đó, mình biết là là có cái người mà uh, mình không đủ, cái con số, uh, cái, cái, cái lợi tức của mình không đủ để bảo lãnh một người, thì mình có thể nhờ một người đồng bảo trợ, co-sponsor. thì uh, nếu mà người trong một gia đình đó, thì người ta có thể nhờ nhờ cái income của một người nào đó cùng địa chỉ đó góp vào. Ví dụ, một mình mình chỉ bảo lãnh được một người thôi mà trường hợp này mình bảo lãnh tới một gia đình từ Việt Nam qua. Bốn người mà income của mình chỉ được được một người hoặc hai người thôi thì mình có thể dùng lợi tức một người trong gia đình. Nhưng bây giờ cái luật mới đó thì người ta chỉ cho phép cái người vợ hoặc là người chồng ký vào cái đơn uh, đồng bảo trợ tài chính cái mẫu mà mẫu 8 uh, mình cái người bảo đợi chính thì sẽ ký cái mẫu, cái mẫu là uh, i 864 và cái người trong household thì sẽ ký cái form là i tám a lúc trước mình có thể dùng cái cái income của một người con người cháu ở trong gia đình đó bây giờ bây giờ không được người ta bắt là cái người mà ký cái form i 864 a đó phải là vợ hoặc là chồng ừ. của người bảo lãnh ví dụ tôi là người đàn ông tôi đứng ra tôi bảo lãnh anh em của tôi Việt Nam qua thì nó bắt cái người người vợ của tôi phải ký bạch đà chánh chứ không thể nào cho con được nữa. Và không đồng ý coi như xong luôn Vâng thì không đủ. Thì thực sự đó cái cái đó là có một hạn chế nhưng mà cũng có thể một con cách mình khác mình 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 thoát được là mình nhờ một cái người khác ngoài gia đình ngoài gia đình nhưng mà người đó sẽ không phải là là ký cái đơn ai tám sáu bốn nay nữa mà ký cái đơn chính cái đơn ai 64 sáu bốn. ờ tức là là chuyển cái cái người bảo lãnh chính qua bên kia. dạ vâng cái người người bảo lãnh chính thì vẫn phải ký. ví dụ như income mình chưa đủ, à. mình vẫn phải ký cái đơn bảo trợ tài chính. Ừ. nhưng mình có thể dùng một người khác và cái người đó đó phải là thường trú nhân hoặc là công dân mỹ. chứ còn nếu mà một người đây chỉ có cái 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 visa đang làm việc, có income rất là cao cũng không có thể như vậy là cái rồi. trách nhiệm với hai cái này là nó khác nhau phải không trách nhiệm giữa cái tám số bốn với tám số bốn à nó khác nhau rồi. không trách nhiệm thì như nhau anh cái đó là cái thủ tục hành chính khi mình điền cái đơn đó nếu mình dùng cái income của người trong gia đình cũng cái địa chỉ đó tại vì trong cái form có đây rõ là cái người petitioner là cái người bảo lãnh địa chỉ abc thì cái người con trong gia đình cũng địa chỉ abc có thể ở cũng đang ở với còn đang ở với với cha mẹ hoặc là thì người ta dùng cái cái yên thâm nó được nhưng mà bây giờ đó là cái sự hạn chế đó là nó bắt cái người vợ hoặc là người chồng phải ừ. là okay. người ký bảo trợ tài chính ừ. phụ ok tức là những cái chẳng hạn như là trước đây là mình đủ điều kiện nhưng mà bây giờ đó thì mình thí dụ như từ đầu năm đến giờ bị covid 19 thì là cái người bảo 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 lãnh chính bị thất nghiệp chẳng hạn yeah. thì là kiên cầm nó thuộc xuống Vâng ạ. Dạ vâng, dạ, vâng. Thì, thì, lúc đó mình sẽ bổ, phải bổ sung cái Và thêm thêm một cái điều này là quan trọng nữa là là như vậy. Anh trọng đã từng bảo lãnh cho những người khác thì anh đã biết. Nếu mà anh, anh chưa thì bây giờ mình sẽ nghe cầm sẽ thấy là cái bản mà khai thuế của mình đó, cái, cái tax return của mình đó là lúc trước mình có thể mình nhờ một cái người tax preparer tức là cái người làm thuế cho mình. Người ta nộp lên sở sở thuế và người ta in cho một cái bản đó cái bản đó thì là cái form không nhưng mà bây giờ đó muốn biết người ta muốn biết rằng là thực sự anh đã nộp cái form này chưa cho sở thuế bộ chưa thì người ta mới phải yêu cầu mình là phải cung cấp cái text transcript cái form này uh, một IRS form 1722 hai là do chính sở thuế bộ cái form kia ví dụ như mình tới một cái người uh, làm thuế đúng cho đúng mình đi dịch vụ khai thuế cho mình thì cái form đó nó chưa chính thức okay. khi mình nộp cái form đó lên sở uh, thuế vụ rồi đó thì sở thuế vụ sẽ có trong cái hồ sức, cái database người ta và mình có thể yêu cầu sở thuế vụ cấp ngay những giấy tờ đó cho mình đúng là những cái giấy tờ đó thì nó nó có cái, cái đại khá là tạm gọi là có cái dấu ấn hiểu. của IRS yeah. thì mình biết chắc là cái người này đã khai thuế đúng và cái income nó là như vậy đúng đó là là một cái điểm mới nữa là người ta bắt ngoài cái form kia nếu mà mình mình có cái form một uh, uh, là nó gọi là tax transcript thì cái đó cách chính thức hơn là cái hồ sơ mình đã nộp vào trong sở thuế vụ và sở thuế vụ đây là cái hồ sơ lưu của sở thuế vụ ừ. cái hình thức nó khác nhau một chút này yeah. nhưng mà dĩ nhiên là cái cái nội dung uh, trong đó là mình làm bao nhiêu mình đóng thuế liên bang bao nhiêu đóng thuế tiểu bang bao nhiêu rồi mình đi đất những cái gì cái gì nó có hết Lúc nãy luật sư nói là cái cái credit score cũng rất là quan trọng trong cái vấn đề bảo lãnh mới đúng không ạ? Dạ vâng. Còn thí dụ thí dụ đi. Bây giờ người credit score là người ta nộp đơn người ta là là là, là tốt. tức là trên 700 chẳng hạn dạ như vâng. vậy. Nhưng mà trong thời gian ờ uh, Covid rồi người ta làm ăn thất bát xong rồi người ta phải khai phá sản. Thì thì bây giờ cái 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 điểm tín dụng của họ bây giờ thấp <laughs> thấp tàn sát luôn. tại vì ở đây là tôi thấy là cũng nhiều người là là phải đóng cửa tiệm lắm, nhiều người bị khai phá sản lắm. đó thì lúc đó là kêu là nếu mà người ta có bảo lãnh cho gia đình ấy, người ta ở Việt Nam đó thì người ta bây giờ nó vẫn còn cái sớm như thế nào? Nó, còn, nó không thực sự ra đó là những cái yếu tố để người ta xét tới người ta chưa có một cái cái cái, cái gọi, tạm gọi là cái thang điểm điểm score điểm tín dụng của anh phải bao nhiêu thì anh màu lãnh được. À, à, nó chưa có. Nó chưa có. À. Nhưng mà nó nó xét tổng thể lại, ví dụ như bây giờ mình cái lợi tức của mình là như um, là từng đó là đủ. Điểm tín dụng của mình ví dụ nó thấp quá thì người ta người ta không có chấp nhận cái đơn của mình thì dĩ như mình phải có cách khác thôi, không sao cả. Okay. Nhưng nhưng đó là những cái 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 yếu tố để người ta xét cái đơn bảo trợ tài chính của mình thay vì lúc trước chỉ có income và một số như vậy là một một số cái cái uh, dịch vụ di trú nói là luôn luôn nó hướng dẫn người ta là nó là cái năm cuối cùng quan trọng không không phải là năm cái năm mà mà mình cuối cùng mình nộp vào là quan trọng đâu mà nó coi luôn cả ba năm trước ừ. là cái là phải chuẩn bị tài chính là trong 3 năm cho ba năm ok ừ. nó không có nói rõ nhưng mà nó nói rằng là chúng tôi sẽ coi cả 3 năm yeah. Còn như thế nào là được như thế nào không được thì đó là những cái quyết định nội bộ trong sở di trú người ta có cái 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 thang cái cách tính người ta để người ta nói rằng là người này đáp ứng đủ điều kiện tài chính để bảo trợ tài chính cho một người nào đó. Yeah. Cảm ơn luật sư uh, trong buổi nói chuyện ngày hôm nay uh, kính thưa quý vị uh, chương trình pháp luật phổ thông do Sài Gòn nhỏ thực hiện đến đây tạm chấm dứt chúng tôi sẽ quay trở lại vào kỳ tới trân trọng kính chào.